Các bạn, trước mắt mình đây là một cặp loa của hãng Lohau, một cặp loa mà trong thời gian khoảng một năm trở lại đây mình đã thấy nó làm mưa làm gió trên thị trường và cũng nhận được những cái lời khen, những cái lời đánh giá tương đối là tích cực từ phía người dùng. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn cùng trải nghiệm, cùng đánh giá xem nó có thực sự là như vậy hay không. Thì đầu tiên đi về cái thiết kế ngoại quan bên ngoài trước đi. Mình ở đây mình sẽ nhìn thấy được là hai cái khối loa này là hai cục độc lập stereo 2.0, hai cục độc lập. Tại vì sao mình nói thế? Mình tại vì là nếu các bạn theo dõi cái video lần trước mình giới thiệu các bạn một chiếc loa thanh iBass. Thì cái loa thanh đó nó cũng là loa thanh 2.0 nhưng mà nó lại là một khối nó 2 trong 1, hai kênh cùng trên một cái hộp loa. Ở đây mình có hai cái khối độc lập như này. Đấy, thì cái cục một này sẽ là cục chính, sẽ bao gồm có nguồn amplifier tăng âm, điều chỉnh các thể loại. Còn cái cục thứ hai là chỉ có thùng loa và có hai củ loa thôi chứ không có gì bên đó cả. Đấy, thì ngoại quan thiết kế bên ngoài, ở đây mình sẽ có một cái thùng loa bằng gỗ này, một cái thùng loa bằng gỗ bo tròn bốn cạnh, nhìn trông rất là hài hòa, rất là thuận mắt, vân gỗ màu vàng. Tuy nhiên thì cái thùng gỗ này nó chỉ là gỗ công nghiệp thôi chứ không phải là gỗ thật đâu, gỗ công nghiệp và dán một cái lớp giấy vân gỗ giả gỗ, nhưng mà nó đem lại cái cảm giác cũng rất là đẹp, rất là thật, sờ cảm giác giống như gỗ thật. Đấy, thì là giấy giả gỗ thôi. Ở phía mặt trước thì mình có một cái lưới bảo vệ, lưới che màng loa, thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy. Mặc dù là có lưới che màng loa nhưng các bạn vẫn có thể nhìn xuyên qua cái lớp lưới này, nhìn thấy cái màng loa ở phía bên trong này. Rất là đẹp. Mình rất thích cái thiết kế này. Nó khác so với một số cái hãng loa thiết kế mà cái lưới che này nó bằng lưới dây đặc mà không thể nhìn được xuyên vào trong được. Cái loại lưới lưới này thì nó khác, họ làm cái mắt lưới thưa hơn và có thể nhìn được vào cái bên trong đấy các bạn nhìn này. Đấy, mình thích cái thiết kế này. Mình thích nhìn thấy cái loa hơn là không nhìn thấy gì cả. Cái màng che này thì nó cũng được làm bằng vật liệu là gỗ công nghiệp màu đen, khoét lỗ vị trí hai cái loa này. Đẹp. Bốn góc được định vị bằng búi kim nhựa như này, búi kim nhựa này để gắn lên trên thùng loa. Đó. Thì thiết kế này mình cũng đánh giá rất cao. Nếu như mà các bạn có tìm hiểu các cái hãng loa nhỏ nhỏ như này thì họ sẽ làm có xu hướng làm là cái màng này gắn lên trên cái thùng loa bằng kim cố định trên thùng và lỗ ở trên cái này, thì cái đấy mình không thích. Mình thích là khi mình tháo ra ấy, thì nó sẽ không còn những cái kim nhô ra ở đây, nó sẽ lỗ như này, nhìn trông hài hòa hơn. Ví dụ như hãng Edifier chẳng hạn, các bạn nhìn thấy tháo cái màng này ra phát là có bốn cái cọc bằng kim loại nhô ra đây, nhìn trông nó không được đẹp lắm. Còn ở đây mình mà tháo, một khi mình tháo ra thì kim này nó tháo ra đi theo thì nhìn trông nó hài hòa hơn. Đấy, thiết kế cũng bo tròn bốn góc này, đẹp, logo Lohau họ đóng ghim dập vào đây, ghim cứng vào đây, logo thì bằng nhôm phay nhé, nhìn cũng rất là xịn sò. Logo Lohau bạn không thích thì các bạn có thể cậy ra được. Đấy, cái mặt thiết kế này mình rất là thích này. Rồi đi về phần mặt trước của loa này thì cái phần dán vân gỗ họ cũng được dán phủ kín toàn bộ cái mặt trước này, dán phủ kín toàn bộ cái mặt trước này, nó để lộ ra hai củ loa. Củ loa bass là có kích thước là 4 inch và củ loa chép là kích thước là 2 inch. Đó. Thì nhìn về cái thông số này thì các bạn sẽ thấy rằng cái kích thước của cái loa này sẽ uy lực lắm đây. Loa 4 inch mà.
Tuy nhiên là uy lực hay không thì mình phải trải nghiệm mình mới biết được. Cái kích thước của cái thùng loa này thì nó cũng không phải là quá to. Bề ngang của mặt trước của nó chỉ tầm khoảng 14,5 cm. Tức là các bạn có thể nhìn thấy rằng nó chỉ lọt trong một bàn tay mình như này mình có thể cầm được. Đấy, cái kích thước không quá lớn. À, chiều cao và bố trí loa thì cũng khá là cân đối, đẹp. À, tại vì là nó giấu cái phần lỗ thoát âm ra phía sau, cho nên là mặt trước mình thấy nó hài hòa, nó cân đối hơn. Đấy, cái chiều sâu của loa này, các bạn nhìn cái chiều sâu của loa nó rất là sâu. Đấy, thì nhìn qua về cái chiều sâu như này thì mình cũng đã có thêm một phần là dự đoán là cái âm bass nó sẽ rất là hay. Thế là mình nhìn về thiết kế mình dự đoán nhé. Những cái loa mà có chiều sâu này nó nông ấy thì chắc chắn cái âm bass của nó sẽ không thể, chắc chắn không thể sâu được. Thì nhưng mà ở đây cái chiều sâu của cái loa này nó thiết kế là 23,5, tức là sấp xỉ khoảng 24 cm, tức là rất là sâu, hơn một găng tay, rất là sâu. Đấy, thì với cái lợi thế chiều sâu của cái thùng loa lớn như này thì nó sẽ bổ sung cái âm bass thì mình sẽ hay hơn. Đấy là về thiết kế. À, sang phía mặt trước, quay lại về phía mặt trước này thì các bạn nhìn thấy là cái củ loa 4 inch này thì mình thấy rằng là thiết kế đẹp. Đây, mình sẽ lại gần một chút này. Đây là cái củ loa 4 inch thì các bạn thấy rằng cái viên tròn này cũng rất đẹp này. Những cái loa mà không có cái tai bắt thì mình thấy nó đẹp hơn. Đấy, có một số cái loa nó sẽ có những cái tai tai bốn cái tai để thò ra để bắt, thì mình thấy kiểu thiết kế đó nó cổ điển, nó truyền thống rồi. Ở đây mình có một cái củ loa vải miền, mình nghĩ là bằng kim loại. Màng loa thì bằng giấy. Đây, màng loa thì bằng giấy. Cái núm ở giữa này thì nhọn này. Đó, cái núm ở giữa này thì nhọn này. Nhọn bằng giấy. Màng loa thì mình nghĩ là cũng có độ dày cũng tương đối, không đến mức là mỏng manh lắm. Phần nhún thì sẽ bằng cao su, cái nhún bằng cao su lồi ra. Nhưng mà mình thấy cái độ hoàn thiện của họ thì chưa được tỉ mỉ chính xác lắm, chưa được chi tiết, chưa được trau chuốt lắm. Các bạn nhìn này, những cái vết keo này vẫn thổ lồi ra này, tức là cái màng ở giữa này như thế. Các bạn nhìn thấy vết keo này nó loang lổ đấy, tức là nhìn vào cái độ hoàn thiện nó không được mượt mà, không được trau chuốt lắm. Thì nó cũng phản ánh phần nào là cái chất lượng của hoàn thiện của cái loa này. Tuy nhiên là có thể nó sẽ cũng không ảnh hưởng đáng kể cho lắm, nhưng mà nhìn vào nó không được thuận mắt lắm. Đấy, độ hoàn thiện chưa cao. Cái loa chép hay ở trên này thì nhìn nó còn đỡ hơn, tức là tại vì nó không có cái màng loa quá lớn cho nên là mình thấy độ hoàn thiện nó cũng đỡ. Tuy nhiên là mình vẫn có thể nhìn thấy cái vết keo, những cái vết keo làm cho cái độ hoàn thiện nó chưa được tinh tế này. Đấy, keo này. Ok, loa. Đây các bạn nhìn cái mặt trước cái loa này, ở cái phần mà khoét lỗ lõm vào trong bị họ cũng cũng đã bo bo cái giấy dán vào trong, làm cho mình không thể nhìn thấy cái phần thịt gỗ công nghiệp mà khi mà mình khoét lỗ nó lộ ở đây. Đấy, nên là mình có cảm giác là nó giống với gỗ thật hơn. Đây các bạn nhìn thấy không? Cảm giác nó giống gỗ thật tại vì không nhìn thấy cái viên cái phần thịt gỗ mà. Đấy, họ dán vào rất là tỉ mỉ. Cái phần này lại rất là tỉ mỉ tinh tế. Tuy nhiên các bạn nhìn thấy cái cạnh này. Đây, các bạn nhìn thấy cái cạnh thì các bạn nhìn thấy nhanh lộ ngay là đây là hai lớp giấy dán tiếp xúc với nhau ở đây. Đó, chứ chứ nó không phải là họ bo được, tại vì bo được cái chỗ này thì cực kỳ là phức tạp. Rồi, không sao. Ngoại quan bên ngoài, mặt trước như vậy là cũng khá là đẹp rồi. Khá là đẹp, đấy, nhìn dạng khá là đẹp rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ quay về mặt bên. Đây, mặt bên này. Đó. Mặt bên thì ở đây mình có một cái bảng điều khiển toàn bộ màu đen xì hết. Thì cái phần này mình đã thấy rằng là nó đã thay đổi so với cái bản thiết kế ban đầu. Mình nghĩ đây là phiên bản mới nhất, tại vì bản này sản xuất hình như là tháng 6 2021 lẫn, mình xem cái tem làm sao. Thì các cái núm này toàn bộ đều là màu đen xì này, đặt hàng dọc. Và như vậy mình có núm trên cùng là chỉnh âm lượng này, núm thứ hai là chỉnh âm chép, và núm thứ ba là chỉnh âm bass. Đó. Thì còn cái bốn cái nút nằm dọc bên này, một cái nút nhỏ nằm dọc bên này là các cái nút chức năng, như là nút trên cùng là thay đổi chế độ đầu vào là Bluetooth hay là AUX. Tiếp theo là nút tiến lùi bài, và nút ở giữa này là nút tạm dừng và chạy hát, tạm dừng hoặc là hát tiếp này. Đấy, thì nó đã thay đổi so với phiên bản trước là cái núm và những cái nút này là màu bạc sáng, và nút này nó bố trí nằm ngang ở đây là cái bản mặt cũ ấy. Rồi là cổng USB, hoặc là đây mình sẽ cầm gần lại. Cái loa này khá là nặng này. Ui, khá là nặng luôn. Đó. Thì ở cái phiên bản cũ ấy, thì cái cổng USB và cái cổng thẻ nhớ này thì nó nằm ở phía trên này, và nó là hỗ trợ cái phần thẻ thẻ nhớ kích thước to, chứ ở đây họ đã giảm xuống là cái thẻ nhớ kích thước nhỏ hơn rồi. Cổng USB này, điều khiển âm bass này, âm chép này, âm lượng volume này, mode này, tiến lùi bài, play pause đó. Thì cái trọng lượng của cái cục loa thứ nhất này thì mình thấy nó tương đối là nặng.
Tổng trọng lượng của hai cục này theo thông số trên thùng thì là 6 cân, thì mình nghĩ là cái cục thứ nhất là nó phải chiếm đến là 4 cân, còn còn 2 cân còn lại thì là của cái cục còn lại này. Đây, cục này rất là nặng nhé. Vào đây. Nhưng mà ở cái phần này ấy, mình cũng sẽ chia sẻ luôn với các bạn cái nhược điểm của cái phần này, đó là các cái nút này này. Đây, mình sẽ cho gần lại một chút này. Các cái nút này này, nó làm bằng nhựa, các bạn nghe này. Đấy, các cái nút này nó có cái độ giọng lỏng, cái độ dơ, cho nên là khi mà các bạn mở loa với cái âm lượng lớn mà có cái lời hát to ấy, nó sẽ làm cho tạo những cái tiếng rè rất là khó chịu. Tiếng rè mà mình lại cảm tưởng nhầm là rè do màng loa hay rè do thùng loa, không chắc chắn là đâu đó, nhưng không phải, rè chính là những cái nút này. Đấy, nên nếu mà các bạn nào mà thường xuyên nghe cái kiểu như vậy thì mình nghĩ các bạn có thể dán một cái băng dính để cố định những chỗ này lại, hoặc là làm sao đó để nó không bị rung nữa. Đấy, tiếng rè này rất là khó chịu, mình nghĩ không phải chỉ mình gặp phải tình trạng này mà cũng nhiều bạn gặp phải cái tình trạng này. Đấy, khi nó rè. Tiếp tục đến cái mặt sau của loa đi. Đây, mặt sau của loa. Đấy, mặt sau của loa. Ở trên cùng này mình thấy có ngay một cái lỗ thông hơi rất là to ở đây, nhìn trông rất là đồ sộ. Cái lỗ thông hơi to, hơi hơi chiếm diện tích, tại vì cái thùng loa này nó kích thước không không quá lớn, cho nên là cái lỗ thông hơi này nó nằm ở đây hơi hơi bành trướng. Rồi, phía dưới đây mình sẽ có cái phần tản nhiệt. Cái tản nhiệt này không phải là tản nhiệt cho nguồn nhá, mình thấy một số bác bảo tản nhiệt cho nguồn, không phải. Tản nhiệt này tản nhiệt cho cái phần IC khuếch đại cho cái con amplifier ấy. Thì mình nghĩ là sẽ có hai con IC khuếch đại đây, có hai bạn thấy, các bạn thấy mình cho gần lại này. Đây, có hai con vít dài nhô ra đây, chính là cái phần để bắt cố định cái con hai con IC khuếch đại lên đây. Thì cái cánh tản nhiệt này đặt ra ngoài như này thì hiệu quả tản nhiệt sẽ rất là cao. Tuy nhiên là trong quá trình sử dụng thì mình đã thử thấy rằng các bạn nghe nhạc tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ thì cái phần cánh tản nhiệt này nó nóng cực kỳ luôn, nóng bốc hơi lên, nóng rất là nóng. Thì mình không hiểu vì sao mà cái con IC khuếch đại này lại nóng đến khủng khiếp đến như vậy. Tại vì như các bạn cũng biết đấy, không nhiều loa họ đặt những cái tản nhiệt này ra ngoài như thế này, mà thường thường sẽ đặt ở bên trong thùng luôn. Thì hiệu quả tản nhiệt nó không không bằng, nhưng mà tuy nhiên là nó thẩm mỹ hơn. Nhưng mà có thể là nhiệt lượng nó tản không bằng cái con này, không hiểu sao con này nó lại nhiệt lượng nó tản ra ghê gớm khủng khiếp đến như vậy. Cái cánh tản nhiệt đằng sau này rất là đồ sộ nhá, rất là to này. Đấy. Rồi quay sang bên này đi. Một cái bảng có các cái đầu vào, đầu ở trên cùng là mình có đầu hai đầu vào hoa sen kênh trái phải này. Đấy, là cổng đầu vào truyền thống. Bên dưới này mình có cái rắc để mình cắm cái loa thứ hai vào. Đây, mình sẽ lấy cái rắc đấy cho các bạn xem. Cái rắc này. Đây. Là mình có một cái rắc như này. Rắc này thì nó theo tiêu chuẩn là 6.2 mm. Thì cái rắc này thì các bạn có thể tìm thấy rất là phổ biến ở trên các cái dàn âm thanh của Samsung. Đấy, rắc 6.2 mm. Mặc dù cái thiết kế nó có thể nó sẽ hơi khác một chút, nhưng mà cái rắc cắm nó vẫn vậy, các bạn có thể cắm vào đây được. Đây. Rắc cắm 6.2 mm. Đấy, các bạn cắm này vào đây là được. Đó. Dưới cùng mà. Dưới sau là mình có cái công tắc nguồn và một cái dây nguồn cố định không tháo được. Đấy kia. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem cái thông số kỹ thuật này luôn. Đây. Toàn bộ tiếng Trung Quốc, tại vì đây là hàng nội địa nhé, không phải hàng quốc tế, không giống như cái hãng nổi tiếng ở Việt Nam đó là Edifier, cũng là của Trung Quốc, nhưng mà nó là phân phối chính hãng, cho nên nó sẽ có tiếng Anh, có bản quốc tế, nhưng ở đây không có bản quốc tế, đây là toàn bộ là hàng nội địa tiếng Trung Quốc hết. Model là MAV8219, điện áp 220V đây, có công suất cực đại là 100W. Đấy, thì mình cũng không hiểu là tại sao họ lại đề đằng sau cái này công suất cực đại là nhỏ hơn là bằng 100W, tức là mình có thể hiểu rằng công suất cực đại là 100W. Tuy nhiên thì mình có tìm hiểu trên các trang web của Trung Quốc ấy, thì họ công bố, hãng công bố thì công suất của nó cực đại chỉ là 65W thôi. Mình không hiểu đây tại sao họ lại đề được đến 100W. Mà ở Việt Nam thì các cái nhà phân phối, các đại lý phân phối thì quảng cáo công suất là 80W. Đấy, hiện tại là có cái không thông chi, các cái chiều thông tin là đang có mâu thuẫn, đang chưa thống nhất với nhau. Trên vỏ thì ghi là cực đại 100W, hãng công bố là 65W, MAV8219 nhá. 65W. Còn nhà phân phối thì lại công bố là 80W. Còn thực sự thì cũng chẳng ai có thể đo được. Nhưng mà mình có thể cảm nhận được cái âm lượng của cái loa này, mình nghĩ là chắc chắn không không thể đạt được 100W. Công suất của nó mình nghĩ chỉ đạt được loanh quanh tầm khoảng 450W thôi, không không quá to. Đấy. À đây, các bạn thấy có cái tem đây. Loa này sản xuất là tháng 6 tháng 6 năm 2021, đấy tức là mình có thể coi là gần như là bản mới nhất rồi. Low house, tên Trung Quốc của nó đây, Low house MAV 8219.
Ngoài ra là có bản 10V8211 thì nó sẽ công suất lớn hơn loa bass 5 inch, nó có thể dùng để hát karaoke. Còn 8219 này công suất nhỏ hơn, nghe nhạc được. Đó. Đấy, mặt sau, mình nghĩ mặt sau vậy thôi, mặt sau cũng chẳng có cái gì cả. Rồi, quay lại về mặt trước đi. Thì có một điều này, cái thùng gỗ này thông thường thì các bạn gõ này. Đấy, các bạn gõ các bạn đã nghe thì nó rè này. Thấy chưa? Này, mình gõ cái mặt bên này. Mình cho lại gần mình gõ các bạn xem nhé. Đấy. Mình không hiểu sao là cái thành gỗ bên này mình cảm giác nó hơi mỏng. Gõ nó đã rung và gõ mình cảm giác nó mỏng, nó không giống như là những cái chạy khác. Những cái khác này. Đấy, các bạn nghe âm thanh khác nhau không? Đấy, thì chính vì là cái mặt bên này mình cảm giác là nó bị mỏng, không hiểu sao nó bị mỏng đi, cho nên là khi mà các bạn mở về âm lượng lớn cái mặt bên này nó rung lên rất là mạnh. Đấy, nên nó ảnh hưởng đến cái âm trầm, ảnh hưởng đến cái âm thanh của mình nó không được tốt lắm. Nhưng mà nếu mà so với cái mặt bên này mà mình gõ này, đấy, tức là có mỏng nhưng mà không mỏng bằng cái bên này, thì còn mình nghĩ là bên này có thể là do họ gắn cái bảng điều khiển này cho nên là cái phần này nó bị mỏng đi, nên nó ảnh hưởng đến âm thanh, mở to lên nó rung kinh khủng luôn. Cảm giác nó bị vỡ trận đấy, giống như những cái loa phóc ngày xưa mà mình hay sử dụng ấy, mỏng quá nó rung. Gỗ công nghiệp dày dặn thì không sao nhưng mà mỏng là rung ngay. Đó. Rồi. Đấy. À, đến cục thứ hai đi. Cái cục thứ hai này của mình. Cục thứ hai này. Đây, cái cục thứ hai này thì cũng như vậy. Mình sẽ tháo cái màng loa này ra, thiết kế giống hệt nhau thôi. Đấy, hai màng loa này mình thấy rất là đẹp. Đây nhưng mà tháo cái cục thứ hai ra mình đến gần cho các bạn xem này. Cái độ hoàn thiện của loa nó lại càng thể hiện rõ những cái chưa được trau chuốt, chưa được tỉ mỉ này, những cái phần thừa này, những cái vết keo này, những cái vết keo dán này, nó chưa được tỉ mỉ, chưa được trau chuốt lắm, những cái màng loa nó chưa được đẹp cho lắm, nhưng mà không sao, nó sẽ phù hợp với giá tiền của nó thôi. Đấy, các bạn thấy không? Đây, so sánh hai cục loa đây. Đấy. Mà nói chung là với cái tầm tiền tầm giá hiện tại nó đang dao động tầm khoảng 1,5 triệu thì tất nhiên là không thể đòi hỏi cao được, nhưng mà mình nghĩ là đến cái mức giá 1,5 triệu rồi ấy, thì cái màng loa này nó cũng nên trau chuốt, nên đẹp đẹp hơn một chút. Cái thùng loa thì mình thấy rất là đẹp rồi nhá, đấy, thiết kế rất là đẹp rồi, nhưng mà cái phần về cái củ loa thì mình thấy là họ đang chưa được tỉ hoàn thiện, chưa được tốt lắm. Đó. Cái phần dây loa, dây nối của cho cái cục loa thứ hai này thì là dây dây trong suốt, hai màu trong suốt. Kích thước thì mình ước lượng nó tầm khoảng 1 mm, như vậy là cũng đáp ứng rất là tốt rồi. Tuy nhiên là cái phần dây này họ kèm theo chỉ có dài, có độ dài là 2 mét thôi. Nên bạn nào mà để hai bên bàn làm việc máy tính hay là để hai bên tivi thì mình nghĩ có lẽ là ổn. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà để xa hơn, ví dụ như để hai bên ghế sofa dài tầm 3 mét như mình chẳng hạn, thì nó không thể đạt được rồi. Lúc đấy mình sẽ phải cần phải thay một cái dây khác. Thì như mình nói với các bạn, rắc 6,2 mm thì mình có thể dễ dàng tìm mua và có thể tìm thay thế được. Mình thay toàn bộ cái sợi cáp này luôn bằng một sợi cáp mới chứ không nên nối lằng nhằng. Đấy. Còn gì nữa không nhỉ? Đây mình cho bạn xem đằng sau cái loa này nó cũng sẽ có một cái lỗ thông hơi giống hệt như cái kia và một cái lỗ để luồn dây vào như này thôi. Đằng sau nó không có rắc cắm. Như một vài những cái hãng loa khác thì họ thường thường họ sẽ để một cái đầu rắc cắm hoặc một cái đầu kết nối gì đây, thì bạn chỉ việc thay dây thì rất đơn giản. Nhưng mà cái loa này thì nó làm cho cái dây liền luôn vào trong như thế này rồi. Liền luôn vào trong như thế này. Okay, thì cái việc thay thế nó sẽ phải thay cả dây luôn. Thùng loa cũng cũng tương đối mỏng, gõ thì rung rung. Tương đối mỏng. Quay lại cái phần cục loa thứ nhất này thì có một cái điểm nữa mình quên mình chưa nói với các bạn, đó là ở dưới dưới gậm này, đây ở dưới gậm này, đó đây ở dưới gậm này thì các bạn thấy ra là có bốn cái chân bằng xốp, ở đây bằng xốp chứ không phải bằng cao su. Mặt cũng khá là trơn, xốp nhẹ khá là trơn, mặc dù có cái phần nhám nhám ở đây nhưng mà nó vẫn trơn, mình để trên cái mặt kệ loa nó vẫn di chuyển rất dễ dàng. Nó mình nghĩ là nếu mà làm bằng một cái tấm miếng cao su ấy thì nó sẽ cảm giác nó sẽ bám sàn tốt hơn, nó sẽ có cái độ dính, độ mút lên bằng cao bằng xốp bằng su bằng xốp, nên là cái việc mà các bạn mở to quá
và để âm lượng lớn, bass lớn ấy, thì mình nghĩ là cái loa vẫn có khả năng sẽ bị trôi. Ngoài ra đây mình có hai con ốc, các bạn để ý không, phải có hai con ốc. Thì cái con ốc này mình dự đoán nó chính là hai con ốc của cái phần biến áp nguồn. Cái loa này khối lượng tương đối là lớn thì mình nghĩ là nó sẽ sử dụng một cái bộ nguồn bằng biến áp cuốn dây chứ không phải là nguồn sung. Khi mà mình sử dụng mình nghe nhạc tầm khoảng một tiếng đồng hồ ấy, mình thấy rằng hai con ốc này nóng lên còn kinh khủng hơn là cái phần tản nhiệt này. Hai con ốc này nóng bỏng tay luôn. Thì mình nghĩ nó chính là hai con ốc bắt vào cái phần nguồn nên nó tản nhiệt ở đây. Sờ con ốc này nóng lắm, bạn không tin bạn thử xem. Nghe nhạc tầm khoảng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ bạn sờ vào hai con ốc này nóng vô cùng. Đấy. Thì cái việc mà sử dụng nguồn nguồn biến áp cuốn dây ấy, thì mình nghĩ là sẽ cho cái chất lượng nguồn vào ổn định hơn là so với những cái nguồn sung. Loa thì thông thường là như các bạn thấy cái bộ âm đi bao giờ họ cũng dùng những cái biến áp xuyến, cái biến áp dây cuốn rất là to, rất là nặng. Thì nó sẽ đáp ứng được cái nguồn cấp cho nó sẽ đạt chất lượng hơn. Rồi. Đấy là thiết kế ngoại quan bên ngoài. Phụ kiện kèm theo thì sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn, nhưng mà quyển sách hướng dẫn thì chơi nó hơi lắm. Còn ở đây là mình có một cái sợi cáp 3.5 ra hai đầu AV này, dây rất là to dày dặn, cũng khá là ổn. Đấy. Còn quyển sách hướng dẫn thì thôi mình nghĩ là mình bỏ luôn đi rồi. Thế bạn nào mở giờ quyển đó ra thì mình nghĩ là cũng chả để giải quyết được vấn đề gì, tại vì là quyển sách hướng dẫn đấy mình thấy nó chung chung cho một vài cái model khác nhau chứ nó không không cụ thể cho cái model này, và nó hướng dẫn thì cũng thực ra cũng chẳng có cái gì cả. Nhìn ở đây thì mình biết rồi, mình nhìn ở bên này thì mình biết rồi, kết nối dây rồi chỉnh âm lượng các thứ rồi bấm cái nút mốt để chỉnh đầu vào thì nó không có gì phức tạp cả. Cái quyển sách hướng dẫn kia nó không chi tiết nên là cũng không có tác dụng, thì bỏ đi nhé. Đấy thì đấy là cái thiết kế về ngoại quan bên ngoài. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn sẽ cắm nguồn vào và nghe thử xem. Mình sẽ cắm nguồn. Cắm nguồn và mình sẽ kết nối cái giắc loa này. Mình sẽ kết nối cả giắc 3.5 này. Đây, mình sẽ quay mặt sau. Sẽ kết nối cái giắc loa này vào đây. Chắc là nó có chiều của nó nhé, nhưng các bạn cũng không thể cắm ngược được. Kết nối loa này, mình cắm luôn giắc 3.5 vào đây. Đó. Rồi, mình sẽ để ở đây. Bây giờ mình sẽ cùng nghe thử xem. Bật nguồn lên. Nó bật nguồn thì các bạn thấy rằng ở phía phần này sẽ có một cái đèn nguồn màu xanh lá cây. Đây. Một cái đèn nguồn màu xanh xanh à không phải xanh lá cây, xanh dương. À, đấy đúng là các cái loa Trung Quốc thì nó sẽ có cái âm thanh quen thuộc như vậy. Ấy, mình bật nguồn lên một cái. Đang ở chế độ đầu vào là chế độ dây cắm 3.5, các bạn thấy không? Để không, loa đã sôi lên rất là to này. Đây, mình để gần cho bạn nghe này. Đấy, cả hai loa luôn. Đã réo y y lại còn tiếng nổ bụp 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 nữa. À, loa bên này nữa. Mình để gần các bạn thấy nghe được cả hai loa. To, rất là to. Tiếng sôi rất là to. Như vậy là chất lượng linh kiện không tốt rồi. Với những cái loại loa đắt tiền hơn thì mình thấy rằng cái hiện tượng sôi này nó rất là hiếm khi xảy ra, gần như là không có. Mà cái loa này mình cắm nguồn vào một cái chưa tín hiệu nó đã sôi to như này rồi. Để các bạn sờ vào dây nó còn nổ lu bụp. Ok, mình có thể chuyển sang chế độ Bluetooth xem nào. Lấy ra mọi sự. Để cho tiếng chế độ Bluetooth thì nó đỡ hơn, nó không có tiếng sôi to nhưng mà nó vẫn có tiếng réo y này các bạn nghe này. Đấy, nó vẫn réo y y và nó vẫn nổ cục cục cục. Đấy, nếu mà các bạn nào mà có sở hữu một chiếc loa này, các bạn có thể kiểm chứng xem là nó là lỗi theo từng chiếc hay là lỗi hàng loạt theo lô, là do chất lượng linh kiện. Đấy, tiếng sôi tiếng réo này thì với những bạn nào mà nghe nhạc đòi hỏi cao ấy thì các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Rồi, đầu tiên mình sẽ thử các bạn nghe nhạc đi. À, để chế độ Bluetooth nhé thì mình
tiếng réo rất là to. Mình đang để cái âm lượng cũng gần như là khoảng tầm 60% rồi, thì nghe thực sự nó cũng chưa đã tai lắm. Nếu mà mình cho lên 100% thì mình nghĩ cái với cái công suất 100W thì nó chưa chưa đáp ứng được, chưa thể đạt được 100W. Và vừa rồi thì mình để cái bass, cái âm bass này, này cũng gần như là tối đa rồi. Đây, các bạn nhìn thấy mình để gần như là tối đa rồi, thì cái âm bass của nó thực sự cũng chưa chắc chắn, chưa sâu lắm, cũng chưa sâu. Rồi thì bây giờ mình sẽ, các bạn nghe các bạn cũng cảm nhận được rồi, cái âm chép thì cũng rất là sáng, rất là trong trẻo chi tiết, nhưng mà cái âm bass thì chưa được sâu, chưa được đầm. Bây giờ mình sẽ thử, mình cho mình sẽ tìm cái này. Đây mình sẽ nghe thì cái bài này đó. Vừa rồi thì mình mở cho các bạn nghe một cái bài hát mà có lời nó tương đối lớn, thì các bạn không biết các bạn nghe thấy không, nhưng mình ngồi đây mình nghe thấy tiếng rè 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 của những cái nút này nó rung lên rất là lớn này. Đấy, mình cảm giác như loa nó bị rè, thì không biết là với những cái chiếc loa khác của các bạn có bị như vậy không, nhưng mà mình nghĩ là tình trạng chung rồi, thiết kế chung mà không thể khác được. Đấy, đấy là chế độ Bluetooth, mình sẽ thử cắm 3.5 xem nó có khác không nhé. Đổi chế độ này. Xin lỗi xin lỗi. Đấy. Chiếc loa chỉ có hai chế độ thôi, các bạn này nghe này. Lấy ra mô sư. Lán nhảy của sự nó là Bluetooth này. Xin lỗi xin lỗi. Xe lưu sâu rủ là chế độ cắm dây, 3.5 nó chỉ có hai chế độ thôi. Bây giờ mình chuyển sang. Đấy. Thì vừa rồi các bạn cũng đã nghe được cái âm thanh của nó. Thực ra là cái âm chép cũng khá là trong trẻo, âm âm bass thì cũng chưa được gọi là chắc, chưa được uy lực, chưa được sâu lắm, nhưng mà tuy nhiên là nghe cũng tương đối là hay, nghe chấp nhận được âm thanh này. Ngoài vấn đề bị rè chỗ này ra thì mình nghĩ là các bạn cũng với một đôi loa như này cũng rất là ok. Ngoài việc rè, các bạn có thể khắc phục bằng các nhà, có thể là cố định bằng giá băng dính hay như nào đó. Đấy, thì bạn có thể khắc phục được cái vấn đề rè này. Còn với cái vấn đề âm bass của nó thì mình nghĩ là do cái chất lượng của cái khuếch bộ khuếch đại là một, và cái thứ hai là do cái thùng loa nó chưa được đủ độ dày, chưa được chắc chắn, thì hoặc là do cái vị trí đặt loa nữa, thì nó cũng sẽ cải thiện được cái bass nó sẽ sâu hơn. Ngoài ra nhé, mình còn phát hiện ra một cái vấn đề là như thế này, đó chính là khi mà mình đang kết nối bằng jack 3.5 như này đúng không, và mình đã chọn ở trên này là jack 3.5 này, vậy này mình để chọn jack 3.5 này, Lấy ra mô sư. Bluetooth này. Xin lỗi xin lỗi. Đấy, mình chuyển sang jack 3.5 và mình cắm jack 3.5 như thế này, mình cho chạy. Đó, thì mình phát nhạc bằng jack 3.5 đúng không? Nhưng mà trong khi đó nhá, mình để tạm đây đã. Mình sẽ dùng một chiếc điện thoại khác. Đây, mình dùng một chiếc điện thoại, mình bật Bluetooth điện này. Các bạn xem này. Đấy, thì ở đây nó vẫn có low hao MAV, mình vẫn kết nối này. Liên kết thành công. Đấy, tức là mình đang để ở chế độ jack AV đầu vào 3.5, nhưng mà Bluetooth vẫn kích hoạt và mình vẫn có thể kết nối này. Kết nối thành công, đã kết nối MAV. Và trong trường hợp này, giả sử này, mình đang kết nối nhá. Ở đây. Đây. Ở đây mình sẽ có hai chiếc điện thoại, một chiếc kết nối bằng jack 3.5 và một chiếc là kết nối qua Bluetooth. Xin lỗi xin lỗi. Đấy. Mình đang phát nhạc bằng jack 3.5 nhé. Mình chạy Bluetooth này. Đấy, các bạn thấy không? Và mình tạm dừng Bluetooth đi này. Và các bạn chờ vài giây này. Chiếc này đang phát nhé, chiếc này đang chạy này, mình phát chiếc này này. Mình tạm dừng Bluetooth, mình lại chờ vài giây này. Xanh thắm mờ.
mình sẽ tạm dừng lại. Thì tức là ở đây mình muốn chia sẻ vấn đề với các bạn là cái Bluetooth của nó luôn luôn bật và mình không thể tắt được Bluetooth đi, mặc dù là các bạn đang chọn chế độ đầu vào là jack cắm 3.5 thì nó sẽ ưu tiên phát Bluetooth. Nó sẽ ưu tiên phát Bluetooth, nếu mà Bluetooth có tín hiệu nó sẽ ưu tiên phát tín hiệu từ Bluetooth. Còn khi mà Bluetooth không còn tín hiệu nữa thì nó sẽ chuyển sang tín hiệu từ jack 3.5 này. Do vậy là mình nghĩ đây là một cái thiết kế mà vô cùng không hợp lý. Giả sử như mà các bạn đang kết nối bằng jack 3.5 nghe nhạc mà Bluetooth nó vẫn đang kích hoạt, hàng xóm hoặc là ai đó có thể kết nối với cái loa của bạn và phát nhạc không mong muốn của bạn. Ví dụ như các bạn đang nghe nhạc cùng với gia đình, cùng với bạn bè mà tự nhiên lại có ông hàng xóm ông kết nối Bluetooth vào loa của bạn xong rồi phát nhạc con heo thì ui thôi xong rồi. Đấy, thì đấy mình thấy cái rất là dở hơi, mình không thể tắt được Bluetooth đi. Nó luôn bật Bluetooth và lại ưu tiên Bluetooth là số 1 chứ không phải là ưu tiên jack cắm 3.5. Cái vấn đề này mình không biết là xử lý bằng cách nào, không hiểu là hãng tại sao lại thiết kế buồn cười, làm sao mà họ lại không để cái chế độ khi mà mình chuyển sang jack 3.5 thì nó sẽ ngắt Bluetooth đi và khi mà mình chuyển Bluetooth thì nó mới bật Bluetooth. Cái này thì mình thấy hơi dở hơi. Đấy, bây giờ mình sẽ tổng kết lại. Một cặp loa Lohan như thế này thì cái hình thức bên ngoài thì mình thấy là đẹp, hài hòa, không chê được cái hình thức bên ngoài, rất là đẹp. Chất âm thì ở mức độ trung bình, nghe chấp nhận được cho gia đình, cái âm chép trong, dễ nghe, trong sáng, chi tiết. Còn cái âm trầm thì hơi yếu một chút, tại vì nó thiếu một cái độ uy lực, thiếu một cái độ sâu. Còn cái âm trung thì tương đối tốt, âm trung, âm chép tương đối tốt, âm trầm thì hơi chưa đạt. Đấy. Có hai cái nhược điểm lớn nhất mà mình đã chia sẻ với các bạn trong video, đó là thứ nhất là cái loa nó bị sôi khi mà các bạn chưa có tín hiệu gì, các bạn nghe sẽ có độ cái âm thanh bị sôi nhiễu tạp âm như vậy, kể cả chế độ Bluetooth hay chế độ cắm dây đều có cái tiếng sôi khá là to. Thì cái đó là nhược điểm lớn, mình nghĩ đó là một cái nhược điểm lớn mà các bạn sử dụng, nếu mà các bạn sử dụng cặp loa này trong phòng kiểm âm hay là thu âm ấy, thì mình nghĩ là nó chưa đạt được cái yêu cầu, mình nghĩ là không phù hợp để sử dụng trong cái phòng thu âm. Nên nếu các bạn sử dụng trong các phòng thu âm chuyên nghiệp thì các bạn nên sử dụng nó các cặp loa nó chất lượng hơn một chút, cao cấp hơn một chút, thì nó sẽ thứ nhất là cái âm thanh âm nào ra âm đấy nó sẽ chuẩn xác hơn và nó không bị cái tạp âm không bị nhiễu, không bị sôi. Đấy. Và cái nhược điểm nữa là cái phần thùng loa mỏng. Nên là khi bạn mở to nó sẽ bị rung cái thùng loa và cái tiếng rung, tiếng rè nó gây ra từ những cái nút nhấn này. Đấy là cũng là một loạt những cái nhược điểm mà mình vừa kể ra. Thì thôi, bỏ qua những cái nhược điểm nho nhỏ đó đi, thì cho mình lựa chọn lại thì mình vẫn sẽ lựa chọn cái cặp loa này với cái mức giá thành xung quanh khoảng 1,5 triệu đổ lại. Mình vẫn lựa chọn cặp loa này. Hình thức bên ngoài thiết kế đẹp, bắt mắt, chất âm nghe chấp nhận được, ok. Đó, như vậy còn đòi hỏi gì hơn nữa cái mức giá này. Những cái nút volume này nhá, nãy mình quên chưa nói các bạn là nó thực ra nó không chưa được cân, chưa được đều lắm, nhưng khi bạn vặn thì bạn cảm tưởng là có những cái chỗ nhẹ, có những cái chỗ vặn nó hơi xít lại. Đấy, thì cái đó cũng là một cái mà nó thể hiện cái sự độ hoàn thiện chưa được chuẩn chỉ lắm. Thì chia sẻ thêm một chút về cái thương hiệu Lohan này, tại vì mình có theo dõi một vài những cái giới thiệu của các cái nhà phân phối ở trên thị trường ở Việt Nam này, thì họ nói rằng là hãng Lohan này hãng rất là nổi tiếng ở Trung Quốc này, rồi là cái thương hiệu MAV8219 này là cái hàng độc quyền đặt riêng cho họ đại lý này, vân vân. Tuy nhiên thì theo mình tìm hiểu từ rất nhiều nguồn thông tin thì cái hãng Lohan này là một trong rất nhiều những cái hãng mà không có tiếng ở trên thị trường Trung Quốc, một trong những cái thương hiệu nhỏ lẻ sản xuất thủ công. Nó cũng giống như cái thương hiệu iBass mà mình giới thiệu các bạn ở cái video trước ấy. Trung Quốc thì hàng thậm chí hàng ngàn các cái thương hiệu rồi, nhỏ lẻ vô kể không kể hết. Chứ nó không giống như một cái dòng loa Trung Quốc khá là thịnh hành ở Việt Nam là loa Edifier, nó là một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng ở Trung Quốc và cái giá thành nó tất nhiên nó sẽ đắt hơn rất nhiều so với chiếc loa này, thì mình không so sánh. Tổng kết lại là như vậy, thì các bạn ý kiến các bạn hay sao? Còn về cá nhân mình vẫn muốn sở hữu một cặp loa như này với mức giá thành như này và với thiết kế như này, mình vẫn muốn sở hữu, chứ lựa chọn lại mình vẫn lựa chọn cặp loa như thế này. Các bạn ý kiến các bạn như nào, hãy cho ý kiến comment ở phía dưới và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Buồn là chiếc mây xót xa xin gửi lên trời, chờ ngày mưa thôi rơi mang nỗi sầu lìa xa tầm với.
lại.